Và rất nhanh, chúng ta đã đến với tập cuối của quán trọ âm hồn rồi. Phần 2 này kết thúc thế nào đây? Và liệu rằng có còn phần 3 cho chúng ta theo dõi nữa hay không? Một series vô cùng là bánh cuốn. Hãy cùng Đảo Kinh Dị đến với Chuyện Kinh Dị Quán Trọ Âm Hồn, tập cuối. Chương 20: Quán Trọ Ma, Cuộc Chiến Với Quỷ và Kết Thúc. Theo lời đề nghị của sư thầy, ông Hạc mới dẫn theo cô Lanh, rồi dẫn theo 4 người đi theo ông qua căn nhà trọ đã bỏ không từ lâu. Không khí hai căn nhà khác nhau hoàn toàn. Phần nhà của ông Hạc thì chỉ có là một chút hơi lạnh lẽo thôi, nhưng mà khi bước qua phần đất của quán trọ thì không khí rất là lạnh lẽo, giống như là có một cơn gió vô hình nào đó từ địa ngục thổi lên vậy. Nó làm rét buốt tê tái cho tất cả người ở trong, trừ sư thầy và lão Mộc. Ông Hạc mới dẫn mọi người đi lên trên lầu 2, trên này có tất cả là 8 phòng. Tuy là bỏ không có ai ở từ lâu rồi, nhưng toàn bộ hành lang của quán trọ đều rất là sạch sẽ bóng loáng, giống như là có ai lau chúng thường xuyên vậy. Sư thầy đứng nhìn ngó một hồi, cảm nhận xung quanh có rất nhiều âm binh luẩn quẩn ở trước mặt. Tuy nhiên là vì đang ban ngày nên chúng chưa tỏ thái độ gì. Sư thầy mới nói với ông Hạc: "4 người chúng tôi xin phép tá túc ở đây. Khi nào con quỷ tìm đến tôi sẽ tiêu diệt nó, giải quyết chuyện này cho gia đình nhà bác. Bây giờ phiền bác để con gái ở lại đây, tôi sẽ cứu chữa cho cô ấy. Để lâu mà âm khí ngấm vào người nhiều, cô ấy sẽ dần dần mất hết dương khí, giống như là một người sống không có linh hồn vậy." Ông Hạc nghe xong thì rất lo sợ con gái sẽ có chuyện. Ông dọn dẹp lại một căn phòng to nhất, có đủ sức chứa 5 người, rồi mời họ vào ở trong. Ông cũng yên tâm giao con gái lại cho sư thầy. Xong xuôi mọi chuyện, sư thầy cho ông Hạc 2 lá bùa. Một lá dặn ông dán giữa phần đất nối giữa căn nhà ông Hạc và quán trọ ma lại. Và một tấm thì dán vào phòng ngủ của ông bà, tránh cho yêu ma quỷ quái quấy phá ông bà. Sư thầy muốn tiêu diệt tận gốc luôn. Đêm tối xuống, 4 người ngồi xếp bằng thành hình vuông. Ở giữa là cô Lanh ngồi đó, mắt nhắm nghiền. 4 người bao gồm sư thầy, lão Mộc, Bình Yên và Tứ ngồi đọc kinh. Lâu lâu sư thầy và lão Mộc lại dùng mình lên từng hồi. Mồ hôi nhễ nhại, hóa ra hai người đang đọc chú để trục xuất hết âm khí trong người cô Lanh ra. Nhưng mà vì nhiều năm rồi cô tiếp xúc lâu nên hai người tỏ ra khá vất vả. Cũng may là trong mấy năm qua, cô Lanh luôn giữ bên mình chiếc ấn có khắc dấu ấn của vua nên mới xua tan được một phần âm khí, cứu cô Lanh một mạng cho đến tận bây giờ. Bình Yên và Tứ ngồi đọc phụ họa cho hai người sư phụ của mình. Canh ba vừa mới điểm, sư thầy bỗng nghe bên ngoài bắt đầu có tiếng đi lầm rầm của rất nhiều người. Có tiếng ngựa phi cà rộp ở trên nền nhà nữa. Sư thầy biết là âm binh đã xuất hiện rồi, ông mới liền đứng dậy. Ba người kia mở mắt ra, sư thầy mới nói: "Bên ngoài có rất nhiều âm binh, chúng biết ta ở đây và còn có cả cô Lanh nữa. Để ta và lão Mộc hai người ra xem, Bình Yên và Tứ ở trong này bảo vệ cho cô Lanh. Nếu chúng là âm binh tốt, ta sẽ giúp cho bọn chúng siêu sanh. Nếu mà ác độc thì ta đánh cho tàn luôn." Nói rồi sư thầy và lão Mộc đi nhanh ra ngoài. Trên tay mỗi người cầm một tràng hạt màu đỏ nhưng mà lại phát ra ánh sáng vàng rực. Khi mà cửa vừa hé mở ra, phía ngoài hành lang xuất hiện vô số là âm binh đứng xếp hàng ngăn nắp, thẳng tắp, đầu đội nón tốt, tay cầm giáo mác chỉnh tề. Sư thầy vừa ra, đám âm binh liền đổ dồn mắt về phía ông. Có một tên chỉ huy đi lên trước, nói giọng ồm ồm: "Các người là ai? Tại sao xâm phạm nơi ở của chúng ta? Chủ tướng của ta có lệnh bất cứ ai xông vào đều phải tiêu diệt, bảo vệ an nguy cho cô Lanh." Sư thầy mới nhìn sơ qua một lượt đám âm binh, tất cả đều là lính chết trận. Ông nhìn lại người chỉ huy rồi từ tốn nói: "Ta là người trừ ma, diệt quỷ. Ta nghe được biến cố của cô Lanh. Chủ tướng của các ngươi đâu? Hôm nay ta muốn gặp hắn. Trần âm khác biệt, cớ sao còn lưu luyến tình ái kiếp trước? Kiếp trước và kiếp này còn lưu luyến nhau làm cái chi?" Đám âm binh nghe có vẻ không hiểu, nhưng mà tên chỉ huy hắn đã hiểu, hắn mới đáp: "Chủ tướng của ta bị thương, mấy năm nay hắn ẩn náu bên trong một chiếc ấn mà cô Lanh đang mang theo bên mình." Sư thầy nghe vậy thì mới vỡ lẽ, hóa ra nơi đó là nơi trú ngụ tên tướng quân kia. Sư thầy mới lấy chiếc ấn ra, chiếc ấn được sư thầy thu giữ bỏ vào trong tay nải. Đợi có thời gian thì lấy ra xem xét. Ông mới lấy ra, chiếc ấn đã bị nứt một vài chỗ rồi, lúc nào cũng thể vỡ vụn ra được. Vừa lấy ra thì ông nói: "Người ra đây nói chuyện cùng với ta, hôm nay chúng ta sẽ giải quyết nốt những gì 6 năm qua người đã làm." Sư thầy nói xong, từ trong chiếc ấn lóe ra một luồng sáng nhỏ bé rồi biến mất. Một người tướng quân đứng hiên ngang trước mặt sư thầy, nhưng mà hình bóng của hắn khá là mờ ảo. Hắn đang ôm ngực ho. Sư thầy biết hắn bị thương rất là nặng, lúc nào cũng có thể tan biến mất.
liền lấy trong tay nải ra một cây viết rồi ra tay một cách nhanh chóng, khiến cho hắn không kịp trở tay. Ông đã chấm lên trán hắn một vết mực định hồn phách. Âm binh quán thấy vậy, nghĩ sư thầy muốn tiêu diệt chủ soái, chung lao lên vây quanh sư thầy. Tên tướng quân cảm nhận được hồn phách quán bỗng nhiên ổn định lại, vết thương cũng không tái phát thêm nữa, liền ra lệnh cho âm binh lùi xuống. Xong hắn đi lên trước mặt sư thầy, cúi chào ông rồi nói: "Cảm tạ ông đã cứu ta, không biết là tìm ta có chuyện gì hay không?" Sư thầy đáp: "Ta đã nghe ông Hạc kể về nhà ngươi, những gì ngươi làm 6 năm qua là tốt cho cô Lanh. Nhưng mà ngươi phải nên nhớ, trần âm cách biệt, có lưu luyến cũng không giải quyết được chuyện gì. Nếu mà ngươi cứ gượng ép, chỉ làm cho dương khí cô Lanh ngày một lụi tàn theo năm tháng mà thôi. Còn về chuyện con quỷ kia, nó chính là duyên nợ của ta. Hơn 60 năm trước ta chính là người chôn nó xuống đất, và hiện tại cũng phải chính ta tiêu diệt nó." Vị tướng quân nghe thấy sư thầy nói thì hắn có vẻ đấu tranh dữ dội, rồi mới đáp: "Thưa ngài, tôi biết là lưu luyến trần thế như thế này sẽ làm ảnh hưởng đến cô ấy. Nhưng mà nếu tôi không làm vậy thì cô ấy đã chết mất rồi. Tôi muốn bảo vệ cô ấy đến muôn đời muôn kiếp." Hắn nói xong thì khuôn mặt như có một điều gì đó buồn man mác. Tất cả người chứng kiến ở đó cũng suy nghĩ một vấn đề từ câu nói của hắn. Sư thầy thì không nói gì thêm, chỉ nhìn qua một lượt. "Hôm nay ta đến đây để giúp cô Lanh, cũng như giúp người, và cũng là để giúp ta giải quyết mối duyên nợ từ tận 60 năm trước. Ta hy vọng rằng sau khi giải quyết chuyện này xong, người hãy đi đầu thai. Ta tin người sẽ nhanh chóng gặp được cô ấy mà thôi." Vị tướng quân kia mới nói: "Được, tôi sẽ nghe lời ngài. Tôi muốn cùng ngài sánh vai chiến đấu với con quỷ kia. Tôi muốn trả thù vết thương hắn đã gây ra cho tôi mấy năm trước. Tôi muốn tự tay giết hắn." Thế là thỏa thuận của sư thầy và vị tướng quân được ổn thỏa. Hai người thỏa thuận xong xuôi chuyện này sẽ đi đầu thai, mong sư thầy là một đàn cầu siêu cho họ. Còn về tên quỷ kia, vị tướng quân đoán ít hôm nữa hắn sẽ xuất hiện thôi. Bởi vì quân lính của vị tướng quân mấy năm nay đều giao chiến với tên quỷ đó, chết không biết bao nhiêu người rồi. Ngày ngày trôi qua, mọi người chờ đợi mòn mỏi. Rốt cuộc vào một đêm sáng trăng, khi mà cô Lanh đang yên lành bỗng nổi điên, cứ chạy lên lao đầu vào tường. Sư thầy Lã Mộc và vị tướng quân đã giăng bẫy khắp quán trọ nhà ông Hạc. Mọi người đã xác định chỉ cho hắn vào và tiêu diệt, không thể nào để hắn thoát ra. Bình Yên và Tứ có nhiệm vụ, đó là đợi con quỷ kia xông vào, liền dán bùa phong ấn cả quán trọ lại. Có chuyện gì cũng không được xông vào nữa. Đúng vào canh ba thì một tiếng ầm vang lên, tên quỷ đó phá cửa trên tầng 2 quán trọ bay vào. Cô Lanh bây giờ đang ngồi trong một vòng tròn do sư thầy dùng mực làm phép vẽ ra. Lão Mộc và vị tướng quân cầm kiếm đứng trước mặt tên quỷ, còn sư thầy thì chưa xuất hiện. Vừa chạm mặt nhau, tên quỷ nhìn Lão Mộc rồi nói: "À, hóa ra là cái thằng đạo sĩ mũi trâu nhà ngươi. Mấy năm trước ta đá cho hộc máu ra chưa sợ sao, nay còn xuất hiện. Hôm nay ta giải quyết nốt hai tên các người. Còn ngươi, ngươi tưởng âm binh của ngươi ta giết mãi không hết sao?" Nói xong, hắn giương hai cánh tay sừng sẩu và đen thui, giống như những cái móc sắt lao về phía hai người. Một hồi chiến đấu kịch liệt diễn ra. Lão Mộc thì được sư thầy huấn luyện và truyền đạo cho, nên pháp lực mạnh hơn 6 năm trước rất là nhiều. Còn vị tướng quân được sư thầy chữa trị, vết thương đã ổn định rồi. Bao năm chinh chiến xa trường, tay cầm kiếm vững vàng đỡ những đường tấn công mãnh liệt từ tên quỷ. Đánh nhau một hồi loạn xạ, bỗng tên quỷ hóa thành một làn khói đen thui. Hắn lao ra sau Lão Mộc, khiến cho lão không xoay lại kịp, bị đá một cái thật mạnh, bị văng vào xuyên vào trong mấy căn phòng phía trong, miệng hộc máu đỏ lòm một bãi. Còn cái vị tướng quân bị hắn vỗ một vỗ ngay ngực, lăn quay tại chỗ, cả người mờ đi thêm một tí. Hai người mới lồm cồm ngồi dậy. Thật không ngờ là tên quỷ này rất là mạnh, chỉ mới trúng một đòn nhưng hai người gần mất sức chiến đấu rồi. Lão Mộc thì ôm mông cúi khom người đi ra, tay cầm kiếm chống xuống dàn nhà đi mới vững. Còn cái vị tướng quân thì được một đám âm binh đỡ dậy. Một đám âm binh khác từ đâu xông lên tấn công con quỷ. Nhưng mà hắn chỉ lướt một vòng thì những âm binh đó tan tành thành mây khói. Vị tướng quân vừa ôm ngực vừa quát: "Lùi lại, các người không còn là đối thủ của hắn nữa đâu. Hắn mạnh hơn trước rất là nhiều rồi." Đúng lúc này, sư thầy từ trong một căn phòng đi ra, vừa ra miệng ông vừa niệm Phật: "A-di-đà-phật, 60 năm trước sư phụ của ta tha cho nhà ngươi một con đường quay đầu. Nhưng mà nhà ngươi lại làm trái lại ý nguyện của người. Hôm nay ta sẽ thay sư phụ tiêu diệt người, trừ hại cho dân. Trên tay người đã dính máu bao nhiêu mạng người rồi, hãy đầu hàng đi thôi." Tên quỷ mới cười gằn: "Cái lão chọc,
ngươi là cái thằng chọc nhóc 60 năm trước đã chôn ta xuống phải không? Không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy. Sư thầy đáp, đúng, ngươi là cái nợ duyên trần thế của ta. Nói rồi hai người mới gườm nhau. Tên quỷ này hắn mấy tháng nay giết rất nhiều người, hút máu rất nhiều người, nên sức mạnh đã tăng lên đột ngột. Nếu mà hôm nay sư thầy và mấy người không xuất hiện thì hắn sẽ giết được cô lành. Nếu mà giết được cô lành thì e rằng không còn ai có thể đấu lại hắn nữa. Nhân gian lại gặp một hồi tai kiếp mất rồi. Sư thầy mới cầm trong tay chiếc chuông vàng, xoay xoay nó trên tay. Còn tên quỷ kia, lúc đấu với hai người kia giống như khởi động thôi. Lần này hắn lấy đâu ra một cây kiếm đèn ngòm, xung quanh có những làn khói bay lởn vởn. Sư thầy thấy vậy liền nói, người đã luyện được âm thi thì tội ác không còn gì để nói nữa. Tiếp chiêu. Chiếc chuông trên tay sư thầy bay ra lao đến. Ông cũng lao lên, nhưng tiếng chàng chàng của hai binh khí vang lên giữa màn đêm. Rất may là không gian xung quanh đã được phóng ấn kín mít do Bình Yên và Tứ làm. Hai người cứ lao vào nhau, không ai nhìn thấy hai người đánh nhau thế nào. Chỉ thấy từng luồng âm khí và từng luồng ánh sáng vàng của Phật Pháp bay lên đan xen vào nhau rồi tan biến mất. Bỗng không gian chỗ hai người nổ ầm lên một tiếng thật là to, sàn nhà thủng ra một lỗ. Sư thầy văng về phía sau đập vào vách tường cái rầm. Còn tên quỷ kia bay về phía ngược lại cũng đập vào tường. Hai người đều ngang tài ngang sức. Sư thầy thì ho khụ khụ từng hồi, có lẽ là vì sức khỏe không còn dẻo dai như lúc trẻ nữa. Lão Mộc mới chạy lại đỡ sư thầy lên. Sư huynh không sao chứ? Sư thầy ngồi dậy. Không sao, ta không sao. Nhưng hắn rất mạnh. Đây là trận chiến cuối cùng của ta. Xong trận này ta sẽ truyền lại cho Bình Yên hết. Ta sẽ quy ẩn. Nói xong ông mới ngồi dậy. Lần này ông lấy ra một chiếc gậy nhỏ bằng đồng và một chiếc mõ bằng đồng. Ông ngồi xuống xếp bằng dưới đất, mắt nhắm nghiền nhìn uy nghiêm như một vị Phật tổ vậy. Miệng thì niệm chú, tay gõ mõ. Người ông bỗng phát ra ánh vàng bao phủ xung quanh, rồi từng cái tiếng mõ vang lên, âm thanh réo rắt từng hồi. Người nghe thì không sao, nhưng mà phía đối diện, tên quỷ đang chật vật bởi tiếng mõ sư thầy, như là có hàng trăm hàng nghìn vị la hán xông lên chiến đấu cùng với hắn vậy. Hắn tùy mạnh, nhưng mà chiến đấu với sức mạnh Phật Pháp thì yêu ma quỷ quái nào cũng phải đầu hàng mà thôi. Hắn bị đánh trúng, lại văng vào tường thêm lần nữa. Lần này kiếm trên tay hắn văng ra, hắn mới quát lên. Được lắm tiền trọng, không ngờ là ngươi còn có chiều này, ngày sau ta sẽ quay lại. Hắn nói thì cây kiếm đang nằm dưới đất bỗng biến mất. Hắn cũng hóa thành một làn khói đen bay đi. Nhưng mà khi vừa đi một lúc thì hắn bỗng la lên. Các người dám phỏng vấn ta, nhanh thả ta ra, nếu không hôm nay chúng ta sẽ cùng chết. Hắn nói xong thì như phát điên vậy. Những cái luồng khói đen trong người phát ra, vô số âm hồn bay xung quanh. Những tiếng hú hét vang lên, ai yếu tim có thể chết bởi những tiếng hét đó mất. Những âm binh đứng gần đều bị những làn khói đó đánh tan biến vào hư vô. Sư thầy đã ngồi dậy, đi dần về phía tên quỷ. Những bước đi lắc lừ. Cái lần đấu pháp thứ hai, ông đã dùng hết toàn bộ sức lực của mình. Ông quát lên, rồi lấy ra một lá bùa màu đỏ tươi, có hình ngọn lửa ở trên, rồi ném về phía tên quỷ. Hắn ta đang ra sức phát tán yêu khí của mình bao vây quán trọ thì bị lá bùa bay đến. Một ngọn lửa đỏ chót bùng lên, thiêu rụi những oan hồn xung quanh. Ngọn lửa cháy đến đâu, những tiếng hét vang lên đến đó. Những cái mùi khét bốc lên tới óc mọi người. Tên quỷ bị dính ngọn lửa, hắn như phát điên, lao lên định ôm vào sư thầy để cùng chết. Nhưng mà dường như sư thầy đã đoán được, nên ông dán hai lá bùa phong ấn dây trần. Ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi mọi thứ trên người con quỷ phát ra. Hắn gào thét trong vô vọng. Bình Yên và Tứ đứng từ xa nhìn lại, hai khuôn mặt non nớt trắng bệch vì bị tên quỷ kia hét cho hoa mắt choáng đầu. Lửa tàn, sự im lặng bao trùm quán trọ nhà ông Hạc. Không ai biết được bên trong xảy ra chuyện gì. Bây giờ trong quán trọ, sau khi trận chiến kết thúc được một canh giờ, vị tướng quân và âm binh quán đang đứng sau lưng sư thầy. Ông đang ngồi dưới đất, lập một đàn cầu siêu, tay gõ mõ miệng tụng kinh. Từng cái luồng hào quang bay ra từ người ông, bao phủ vào đám âm binh, rồi chúng dần dần biến mất. Chỉ còn lại vị tướng quân đứng đó, sư thầy mới quay ra nói tiếp. Người hãy đi đi, ta tin rằng hai người sẽ sớm tìm được nhau thôi. Nếu không là của nhau kiếp này, hãy đợi đến kiếp sau. Người yên tâm, cô ấy sẽ nhớ ra người mà thôi. Đây là một lá bùa ta chuẩn bị cho người, hãy dán nó bên mình, tránh cho người quên đi kiếp này. Sư thầy nói xong thì vị tướng quân kia nhìn ông lần nữa rồi quỳ lại. Cảm ơn ngài, xin ngài cho tôi nhìn cô ấy lần cuối. Nói xong nhìn lên sư thầy gật đầu, hắn lại nơi cô Lanh đang ngồi,
Mắt cô nhắm nghiền như ngủ. Hắn mới nhìn cô âu yếm rồi nói khẽ: tạm biệt nàng. Nếu còn kiếp sau, kiếp sau và sau nữa, ta sẽ vẫn mãi yêu nàng. Nói xong thì hắn biến mất dần dần. Cô Lành cũng mở mắt ra, hai bên khóe mắt hai dòng lệ tuôn ra, miệng lẩm bẩm: Ta sẽ đợi chàng. Sau khi xong chuyện, cô Lành đã khỏe mạnh trở lại. Quán trọ của ông Hạc cũng được sư thầy gõ mõ tụng kinh, làm lễ cầu siêu, và ông Hạc cũng mở quán lại. Bà Hạc nằm liền một chỗ, thấy con gái khỏe mạnh, bà cũng dần dần hồi phục. Còn sư thầy dẫn ba người lão mộc, Bình Yên và Tứ tạm biệt ông Hạc, đi về một phương trời mới. Ở nơi đó có một người mà ông muốn Bình Yên gặp. Bốn người rời đi, ánh bình minh lên cao, bước chân bốn người trải dài trên con đường phía trước. Những tháng ngày phiêu bạt lại bắt đầu. Bình Yên và Tứ trở thành một cặp bài trùng. Sư thầy huấn luyện cho hai người vừa bắt ma vừa học chữ. Chân trời mới sẽ là bước chân của hai người trẻ. Sư thầy thì sẽ quy ẩn, chỉ theo sau bước chân của Bình Yên mà thôi. Bước chân đầu đời của Bình Yên đã qua đi. Bình Yên sẽ tiếp nối chân truyền của sư thầy và sẽ tiếp tục con đường mà cậu đã chọn. Và theo bước chân cậu thì sẽ là Tứ. Con đường dài phía trước đang chờ đón hai người. Ở một nơi xa, cách nơi bốn người thật là xa, có một thôn làng nghèo, quanh năm chỉ biết làm nông và đánh bắt trên sông kiếm sống. Là một điều là cả ngôi làng nhưng mà lại không có bóng dáng những người khách phương xa ghé lại. Quanh năm người dân nơi đây quay ra quay vào cũng chỉ có bấy nhiêu người mà thôi. Nếu mà có người lạ từ xa ghé đến thì họ cũng không tìm được đường ra khỏi ngôi làng. Bởi vì xung quanh làng này luôn có một làn sương khói bao phủ. Nhiều người tìm thử lối ra nhưng mà không thành, rồi cũng không có trở về được. Trong làng này có nhà ông Vụ. 13 năm trước, ông lấy vợ đã lâu nhưng mãi không có con. Hai vợ chồng thui thủi với nhau. Khi mà cả hai vợ chồng đang đánh cá trên sông, ông có nhìn thấy một đứa bé gái tầm 5 tuổi đang ôm một khúc cây trôi nổi trên sông. Bà Vụ thì nghĩ thương tình, nói ông vớt lên chôn cất cho nó tử tế. Vì thấy quần áo nó tàn nát, cứ ngỡ là đã chết rồi. Đến khi vớt lên, kỳ lạ thay, cô bé có một sức sống mãnh liệt phi thường và ông bà cứu sống được cô bé. Khi mà cô bé tỉnh lại, điều đầu tiên cô hỏi họ, đó chính là cha mẹ con đâu. Ông bà Vụ thì không biết trả lời ra sao. Cô bé ngày khóc đêm khóc đòi cha mẹ. Cô nói tên cô là Bình An, cha cô tên là Ba Lý, làm thợ may. Nhưng mà ông Vụ làm sao biết được ông Ba Lý là nhà ở đâu. Và rồi thời gian cứ thế trôi đi, 13 năm sau cô đã là một thiếu nữ. Cô ở với cha mẹ nuôi của cô là ông Vụ, ở trong ngôi làng nghèo, chưa một lần rời khỏi làng nửa bước. Bởi vì không ai thể tìm ra được đường ra. Cô cũng đã chứng kiến những chuyện ly kỳ ma mị ở ngôi làng. Liệu rằng có ai có thể giúp cô thoát khỏi ngôi làng này hay không? Liệu rằng người em cùng cha khác mẹ của cô có thể tìm được đến đây hay không? Và hai người có nhận ra nhau? Xin mời quý vị và các bạn đón xem hồi 3. Và toàn bộ phần 2, quán trọ âm hồn, nằm trong series Áo dài của quỷ thì đến đây cũng là kết thúc mất rồi. Nói như nào nhỉ? Chuyện này tác giả là một người có thể nói là vô cùng là, mình thấy là cái sự tình cảm và cái ý nghĩa nhân văn trong những cái câu chuyện của tác giả Nguyễn Thanh Hùng này ấy, nó rất là sâu sắc. Và chi tiết làm tôi nổi cả da gà, đó chính là chi tiết mà tướng quân. Tên tướng quân đã tan biến đi mất. Và nói rằng kiếp này, kiếp sau hay kiếp sau nữa thì sẽ mãi mãi yêu nàng. Có nghĩa là yêu cô Lành. Nó cũng không có gì. Cái phần này ấy, thì chính xác nên gọi là phần sư thầy bắt ma thì đúng hơn. Vì cả phần này chỉ là một cậu bé Bình Yên và một cậu bé rất là nhỏ đi theo sư thầy của mình để đi đến những ngôi làng mới, những vùng đất ma mị để đi bắt những con ma mà thôi. Chứ cậu chưa có thể hiện tài năng hay là chưa có thể hiện khả năng của mình và chưa đến quá trình cậu trưởng thành. Nó như là cái bước đệm cho phần 3 ấy. Phần 3 của cái câu chuyện Áo dài của quỷ này đảm bảo sẽ cực kỳ là gay cấn. Vì chúng ta đã thấy xuất hiện thêm Bình An. Nếu mà anh em chưa biết thì Bình An thì chính là con đầu tiên của ông Ba Lý. Ba Lý là người thợ may ở trong phần Áo dài của quỷ. Và Bình An thì đã bị những cái tên tay sai của Phú Hộ ấy đánh cho và rơi xuống sông. Tất cả chúng ta tưởng rằng cô bé này đã chết rồi cơ, nhưng mà không. Cô trôi dạt đến một ngôi làng và vẫn còn sống và tên là Bình An. Và chính xác ra thì là chị gái của Bình Yên và chị gái cùng cha khác mẹ. Vậy thì chuyện gì sẽ diễn ra tiếp tục trong phần 3 hồi 3? Hãy cùng đón xem tiếp nhé. Còn về video này hay là cả series này, đừng quên like và share nếu bạn thích. Và nhớ là subscribe Đảo Kinh Dị ngay lập tức. Chân thành cảm ơn anh em.